Vâng, xin chào tất cả các bạn. Là một lần nữa chúng ta lại được gặp nhau. Hôm nay tôi cũng rất là vui tiếp tục chia sẻ cho các bạn về những cái câu chuyện xoay quanh về đầu tư, về bất động sản, về nhà, về những cái giấy tờ pháp lý. Hôm nay thì tôi vừa mới đọc một cái thông tin, một cái câu chuyện của một bạn đọc có chia sẻ. Và thực tế là cái câu chuyện này tôi đã nghe đi nghe lại cũng nhiều lần rồi các bạn à. Đấy, và thực tế là tôi có một người, gia đình của một người anh, họ cũng gặp cái trường hợp này. Và hôm nay tôi quyết định làm cái video này. Đấy, là nó có cái nội dung như thế này. Khi mà chúng ta nhờ cái người thân ấy trong gia đình, họ đứng tên hộ cái thửa đất, đứng tên hộ cái ngôi nhà ấy của mình ở quê hoặc là ở đâu đó ở thành phố, nhưng mà đến lúc mà chúng ta có nhu cầu, chúng ta muốn lấy lại, chúng ta ở hoặc là chúng ta bán gì đó thì họ lại không trả. Tại vì bây giờ là giấy tờ đó họ đã đứng tên rồi, thì bây giờ cái tình và cái lý chúng ta sẽ giải quyết như nào? Nếu mà theo tôi, nếu mà chúng ta thực chất chúng ta mà có nhờ họ đứng và có đưa tiền cho họ mua giùm, thì theo tôi cái tình là chúng ta đúng rồi, nhưng mà còn cái lý thì chúng ta phải cùng tìm hiểu về một cái nội dung của một cái bạn đọc chia sẻ như thế này. Của gia đình của bạn An có gửi tiền về nhờ một người chú của mình ở ngôi quê mua giùm một cái lô đất, và sau một cái thời gian làm việc ở thành phố thì bạn muốn về quê để sinh sống. Rồi khi mà về thì mới xin lấy lại, gọi là đòi là xin lấy lại cái lô đất đó để mà hoạt động cho cái công việc, nhu cầu sinh hoạt ở đồ này kia đấy. Nhưng mà cái người chú họ lại không trả lại. Thực sự cái này là nói đúng là cái lòng tham các bạn. Cái lòng tham của con người mình nó là không đáy mà nó ghê lắm. Đấy, thì bây giờ là bạn có hỏi luật sư thì họ mới có những cái giải đáp như thế này. Đấy, bạn chỉ nói đơn giản là khi mà bạn mua, bạn nhờ người khác đứng tên và lúc mà bạn lấy lại thì người đó không chịu trả thôi, chứ bạn không có nói rõ là bạn có cái gì nó chứng minh được là giấy tờ pháp lý gì chứng minh được người bạn có đưa tiền cho người đó và nhờ người đó đứng tên hộ hay không. Cái đó là cái mấu chốt để mà lấy lại được các bạn. Nếu mà không có cái đó, no, không bao giờ lấy lại được. Tại vì không có bằng chứng, không có nói miệng thôi thì nó không đủ căn cứ để mà pháp luật họ làm việc. Đấy. Đấy. Cái quy định tại điều 168 như thế này. Luật đất đai năm 2013 nêu rõ thời điểm để xác nhận một cá nhân, tổ chức có quyền mua, bán, tặng, cho, thế chấp một thửa đất là thời điểm tổ chức cá nhân đó được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ đỏ. Theo đó, người sử dụng đất được thực hiện các quyền cho thuê, chuyển nhượng, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn, quyền sử dụng đất khi có sổ đỏ. Đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp, người sử dụng đất được thực hiện quyền sau khi có quyết định giao đất cho thuê đất. Đối với trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất, người sử dụng đất được thực hiện quyền khi có sổ đỏ hoặc đủ điều kiện để cấp sổ đỏ. Mặt khác, nếu người sử dụng đất chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện xong nghĩa vụ tài chính trước khi thực hiện các quyền khác. Cái thời điểm người thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hay cho thuê, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng thời chuyển nhượng toàn bộ dự án đối với dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê sau khi có sổ đỏ và có đủ điều kiện theo quy định điều 194 của luật này. Đấy, và phải có cái hợp đồng ủy quyền. Đấy, hợp đồng ủy quyền như ở đầu video tôi có chia sẻ. Đấy,
là chúng ta phải có hợp đồng ủy quyền, chúng ta phải có pháp giấy tờ chứng minh là chúng ta có đưa tiền rồi chúng ta có nhờ người khác đứng tên cái đó. Như vậy theo luật hiện hành các bạn nha, quyền sử dụng đất chỉ được xác lập khi bạn có được, bạn có được sổ đỏ, có được tên trên sổ đỏ. Trong trường hợp tranh chấp đất mua của hộ gia đình do người bác chú họ của bạn là người đứng ra mua miếng đất trên và được cấp sổ đỏ mang tên bác, nên bác của chú của bạn có toàn quyền đối với phần đất này. À, các bạn thấy chưa? Bây giờ nhờ ai đứng? Đấy. Và nhờ như thế nào? Chỉ nói miệng thôi thì không có giải quyết được vấn đề đâu các bạn. Đấy. Đây là luật sư họ trả lời. Đấy. Tôi có tham khảo và cái nhận định cá nhân của tôi thì nó cũng y như vậy. Đấy. Nên bây giờ là tránh cái trường hợp là bây giờ các bạn sau ở Sài Gòn về một thời gian, các bạn đâu đó có người về quê cứ nói là à lúc trước tôi có nhờ người này đứng người kia đứng mua lô đất ABC bây giờ trả lại cho tôi, đâu có được, đúng không? Tránh có cái trường hợp đó xảy ra các bạn nha. Nên là luật pháp ấy là phải có giấy tờ, phải chứng minh được. Đấy. Nếu mà bạn lúc đó bạn chỉ tin thôi, bạn chỉ đưa tiền mặt thôi, bạn không có chuyển ngân hàng qua ngân hàng, hoặc là không có ủy quyền, không có văn bản văn phòng công chứng hay ủy ban này kia, không có người làm chứng thì vô phương, các bạn không có lấy được lại đất. Đấy. Và đấy, nói tóm lại là các bạn bây giờ rồi, thời đại bây giờ nó rõ ràng rồi, nó văn minh rồi, cái gì nó phải có giấy trắng mực đen hết. Và nhân đây tôi cũng khuyên các bạn, nếu mà ở thành phố hoặc là ở quê cũng vậy, ở quê thì nó lại muốn mua nhà ở thành phố mà vì cái điều kiện xa, hoặc là từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là ngược lại xa không có thể nào đi công chứng hoặc này kia thì nhờ người khác đứng, thì phải có một cái giấy ủy quyền cho họ. À ấy, tôi ủy quyền vậy thôi, ấy là làm giúp tôi cái này cái kia trong cái khả năng như vậy, trong cái thẩm quyền như vậy, làm được cái này cái kia cho tôi ấy, và phải chuyển tiền hoặc là nhận tiền phải có giấy viết rằng giao tiền và có người làm chứng, tốt nhất là chụp hình ảnh quay video luôn. Đấy, đó là cái mà tôi khuyên các bạn như vậy. Đừng để rồi ví dụ như cái trường hợp này là gửi tiền về tận năm 2005 tới giờ thì cũng mười mấy năm rồi mà bây giờ mới quay về rồi mới xin lại đất, mới đòi lại đất. Đấy, nhờ người ta ra chứng, người ta ký sang tên qua của mình đồ này kia, nó rất là phức tạp cái lòng tham của người ta. Đấy, ai cũng có lòng tham hết, nên là các bạn lưu ý giùm tôi nhá. Xem video này xong thì chia sẻ cho người thân của mình là phải có giấy tờ pháp lý, phải giấy trắng mực đen, chứ còn nói miệng không là không có giải quyết được. Ok. Đến đây cũng xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Đấy. Và đừng quên chia sẻ và đăng ký để chúng ta còn gặp lại nhau trong những video lần sau. Ok, tôi là Nguyễn Quang, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.